thường niệm sư ân thầy giáo thiện tri thức hướng dẫn chúng ta không có sự hướng dẫn của họ làm sao chúng ta biết được những chân tướng sự thật này suốt một đời người ân đức của cha mẹ lớn nhất ân của thầy giáo cũng không khác gì ân cha mẹ ở trung quốc thời cổ đại trong xã hội ân đức của thầy giáo và ân đức của cha mẹ được coi là bình đẳng rõ ràng nhất là từ trên cách xưng hô ta có thể hiểu ra được ngày xưa một người có danh có tự chúng ta nói là danh tự danh là danh tự là tự tên là cha mẹ đặt suốt đời không thể thay đổi thay đổi là đại bất hiếu một đời gọi tên chỉ có cha mẹ quý vị có làm đến tể tướng hoàng đế gặp mặt quý vị cũng gọi bằng tự chứ không gọi tên thật đó là tôn trọng quý vị nếu như gọi tên quý vị tức là quý vị phạm tội rồi quý vị bị kết tội rồi lúc này họ gọi quý vị bằng tên thật gọi tên thật quý vị tức là không còn chút khách khí gì với quý vị cả là trách mắng quý vị gọi tên tự là cung kính đối với quý vị nhưng suốt đời ngoài cha mẹ gọi tên quý vị ra thì thầy giáo gọi tên thật quý vị địa vị của thầy giáo và cha mẹ là bình đẳng phật pháp thường nói thân mạng có được từ cha mẹ huệ mạng có được từ thầy giáo cách nhìn của thầy giáo đối với học sinh còn quan trọng hơn đối với con cái mình toàn tâm toàn lực dạy học sinh cho tốt không có tư tâm Ngày xưa tham gia thi cử nhân Thi tiến sĩ Người thầy giáo của học trò thi đổ này Con trai họ thì không đổ Người ta đều khen ngợi thầy giáo Thầy giáo này dạy học trò rất tốt Nếu như con mình thi đổ Còn tất cả học sinh không có ai thi đổ thì vị thầy giáo này ở khu vực đó không còn mặt mũi nào nữa. Người ta phê bình ông ấy có tư tâm. Quý vị xem, con trai ông ấy dạy thì thi đổ rồi, còn những người khác đều thi không đổ. Ông ấy ở địa phương này thậm chí còn không có chỗ đứng. Xấu hổ, ân đức của thầy giáo có thể không biết được sao tri ân họ mới có thể báo ân không biết ân đức họ sẽ không có ý niệm báo ân hiện tại không ai dạy họ nữa người hiện nay đều không biết ân cha mẹ ân thầy giáo ngày xưa ai dạy cha mẹ và thầy giáo trợ giúp nhau dạy ơn cha mẹ phải cần thầy giáo dạy cho học trò nói cho quý vị cha mẹ cực khổ như thế nào để nuôi lớn quý vị yêu thương quý vị như thế nào kỳ vọng như thế nào với quý vị thì học trò mới hiểu được về nhà mới biết cách hiếu thuận với cha mẹ ân đức của thầy giáo phải do cha mẹ dạy đổi nhau để dạy thì người này mới hoàn toàn hiểu rõ. Cha mẹ ở trước mặt con cái ngài nói ra, ta là cha mẹ con, con phải hiến thuận ta. Nếu nó hỏi ngược lại rằng vì sao con phải hiến thuận? Thì cha mẹ nói không ra lời, thầy giáo cũng không thể nói là con là học trò của ta, con phải tôn trọng ta nói không được mà là cho cha mẹ dạy cha mẹ dạy con cái tôn sư trọng đạo thầy giáo dạy học trò hiếu thuận cha mẹ hiện nay không ai dạy nữa cha mẹ không dạy con cái tôn sư trọng đạo mà ở nhà trường thầy giáo cũng không dạy học sinh hiếu thuận cha mẹ cho nên xã hội ngày nay bất hiếu, bất kính. Trong xã hội ngày xưa, tất cả những điều bất thiện, tất cả những hỗn loạn, căn nguyên đó là gì? Chính là do con người bất hiếu, bất kính. Đây là gốc mà cũng là gốc của tất cả thiên tai cũng là gốc của tất cả bệnh hoạn. Hiện tại xã hội này là xã hội gì? Gốc đã hư hoại rồi. Phải cứu như thế nào? Không có cách gì cứu. Cũng giống như trước đây thầy Lý nói. Thầy Lý thường nói, không phải nói một lần. Xã hội ngày nay Chư Phật Bồ Tát Thần Tiên Hạ phàm cũng không cứu nổi Điều này nghĩa là gì? Gốc hư rồi Trung Quốc đối với cái gốc này sơ suốt đã 200 năm rồi 200 năm trước nhà nhà đều coi trọng Người người đều biết Hai trăm năm sau không còn ai biết nữa Không ai nói nữa Tổ tông truyền xuống Tinh thần văn hóa truyền thống Trung Quốc Tức ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức Không có ai nói nữa